đi. Này kiểu như là mới mưa xong rồi, dạo này mưa quá mưa ngập á, con cá nó làm bồn. Giờ mình đi kiếm bọt thì mình bắt nha. Đi nè, cái máy luôn, cặp luôn, đen không, thui luôn. Quê các bạn rồi có chứ với mình là bắt đầu ít lại. Cá bự. Bự không? Bự. Quá luôn. Cá bự rồi. Có nè, đóng luôn. Hai con luôn. Đang đá lộn cái gì? Này thường mình đá là mình bắt gì đá các bạn, là mình phải đựng vô cái bọc á, nhưng mà cái này cho nên mình bắt mình quay cho bạn xem chứ mình không có lấy cái bọc mình đựng nha. Chứ thường mình nuôi đá là mình đựng vô cái bọc không à, chứ mình không có đựng gì đó nè. Đóng luôn này, trúng mánh này. Con này nhỏ nhỏ quá mình thả đi, bắt bự thôi, nhỏ mình thả thôi. Khó là chà bá rồi nữa. Bự không à? Cái bự không à? Cá. Con này dừa. Cá đồng mà cũng không phải là bự lắm. Cái gì là lớn rồi.
Xanh đẹp ha. Quá. Nhảy gì kiểu gỗ thì khá nhỏ thưa. Này là mình quay về tuổi thơ các bạn. Tuổi thơ xuất cá tiền. Đó. Con này bị bự à. Ừ. Trứng không? Trống chị nhanh lắm. Wow, nó nhắc rồi. Một đống luôn rồi. Mưa, mưa nè, bắt đầu cá nó ép nhiều. Xúc nãy giờ cá máy không? Gặp cá máy. Oh. Oh, nhỏ quá. Xíu thả đi.
trên này không có bọt nữa. Còn khoảng này gian xúc thì được nhiều đầy cá các bạn. Đây mình bỏ gông vô cho nó đẹp đẹp xíu. Rất là bự nha, cá hôm nay bự lắm. Cá bá không. Giờ trời cũng mưa rồi, làm gâm rồi. Giờ hai anh em mình đi về các bạn. Nãy giờ bắt bọt thì cũng được mấy con. Cá bự bự không. Chỉ mưa đầu mùa. Vô mùa chứ, vô mùa mưa. Cho nên là cá làm bọt đẻ rất là nhiều luôn. Nãy giờ mình xúc là cái nào là cũng có cá mái chứ không bạn. Rồi, vô. Nếu các bạn thấy video mình hay hãy đăng ký kênh và chia sẻ video của mình cho mọi người cùng xem đi nha. Giờ thì chào các bạn. Thành quả thì như đây cả. Chào bá luôn. Chào mọi người nha. Xin chào các bạn. Mình là Cần Thủ Ba Khía. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Và nhớ bấm nút đăng ký kênh để xem những video về miền Tây tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn.